Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình bây giờ là 12 giờ trưa, ngày 4. Thì mình lúc này có một xe hàng lên, thì mình bắt đầu ra, mình xúc xe hàng này. Thì lúc này là 12 giờ trưa quý. Nhưng mà xe lên thì bắt đầu mình phải làm. Đấy, và mấy hôm nay thì cũng mưa gió, đây này, lầy hết này. Đấy, xe hàng, hai xe rác của mình vẫn về nhé. Đấy, ở đây là nơi làm. Thì bây giờ có một cái xe đấy, xe này là rất lớn, đấy, 4 kho hàng, 4 giỏ của cái mối lấy hàng. Thì mình cũng mới đặt rác xong này. Đấy, mới đặt rác xong thì đã đầy kho rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái xe, hoặc lấy cái xe này để mình xúc lên cái xe này. Xe này là mối làm ăn lâu nay. Đấy, nhưng mà lên muộn quá thì bây giờ mình cũng tranh thủ để mình xúc cái xe này. Thì nếu xe này mà đầy cũng tầm trên 20 tấn. Đấy, đấy mà một quả hạt mới đập cái máy này lên xong. Đấy. Đấy. Thì lời đầu tiên xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào tận đây phúc. Đấy, thì tài xế vào lên. Đó nhá, bây giờ cả nhà chúng ta xem cái lịch trình của mình nhá. Đây, xúc hàng và lên hàng. Đấy, thì mình để đây để dễ. Nghĩ đi xúc khoảng 20 phút là xong đây. Đây. Đi nha. Rồi, vậy vậy. Ok.
nay mình đã hoàn tất, không biết bao nhiêu phút nhưng mà đã hoàn tất một xúc bấm răng như kia nha. Để biết bao nhiêu phút thì mình lại mình xem cái bao nhiêu phút. Lúc này đã là đi trên 30 phút đấy. 31 phút. Ý trời. Rồi. Đấy, thì xe này bốc ở đâu chưa hay là hôm nay lên đầu tiên đây? À bốc bao này hả? Bốc dăm đốt hay là dăm nén? Bốc rác hả? Nén hả? Một xe được bao nhiêu tấn? Ôi nó chạy rồi thì phải cân mới biết chứ. Được gì chạy à? Cẩn thận đấy. Đây quý vị, đây là xe của Nguyễn Thị Thu Hà, bến cát Bình Dương. Đấy, ngay ở trung tâm Bầu Bàng, Bình Dương. Đấy nhé. Đấy thì mình cho cả nhà xem luôn nè. Đấy. Đấy, một kho đã xong. Thì như xe này mình đã cần tầm cỡ khoảng 2 mấy tấn. 23 đến 24 tấn. Đây, thì lúc này ở đây dăm đã xong. Đấy. Đây, đây đang còn một xe đó này. Một xe nhỏ nữa. Khoảng tầm mấy có 17 tấn đó. Đấy. Có chứ. Chiều băm tiếp. Nếu mà chiều mà băm nữa thì tối mà lên, mà không thì sáng mai lên thì phải lên sớm. Còn lên mà lên giờ làm là không có bút đâu. Đấy, nhớ nha. Đúng rồi. 5:30-6 giờ. Để cái vị nha. Đâu đang đâu? Ok. Mình đã hoàn tất xong một chương trình. Lúc này là 12 giờ rưỡi. Đúng 30 phút. Bốc chỉ 25 phút, 20 phút, mất 10 phút giới thiệu chương trình. Đấy, và chủ. Đó là. Đấy. Có công việc làm cũng vui quý vị. Giờ dịch trả này kia rồi, hôm nay mình xin dừng tại đây nhé. Xin chúc cả nhà lời chúc sức khỏe, để chào nếu mà nhớ bấm like, theo dõi. Ok, xin cảm ơn rất nhiều.